nhà đẹp thì đấy, làm biển này cũng phải đẹp chứ. Đẹp mong rồi đấy. Ngại đường xá. Có khi mưa thì lộc, khả năng lộc. Nhỉ. Các bạn chúc mừng A Hòa đấy ạ. Ông không có để hoa đá cao nguyên để. Không. Tài trợ mấy cái này không lấy tiền mà. Phải cho vào đây chứ. Cái này hôm nọ Hòa bảo giả gà thôi. À giả gà. Ừ, đấy. Xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị và... Xin chào các bác trên cả hai kênh. Đấy. Hôm nay là thứ nhất là chúc mừng cho Nắng Mai TV lại hỗ trợ cho bà con thêm được một ngôi nhà nữa. Dạ. Đấy, hai tí nữa là chúc mừng anh A Hòa sau. Và hôm nay là mừng nhất là lại có thêm cô chú kia ở Hà Nội nhỉ. Vâng, cô Mai, chú Vượng, cô từng lên đây một lần. Là lúc lên đây thì mảnh đất còn ngổn ngang, hôm đấy bắt đầu đào móng cơ. Đấy, nhưng hôm nay khi mà xong nhà giữ lời hứa rằng là sẽ lên ăn bữa cơm Tân Gia. Cô là nhà tài trợ bữa cơm ngày hôm nay Tân Gia. Thế là cô chú là cũng bớt thời gian cuối tuần nghỉ làm thì hôm qua từ bắt đầu từ Hà Nội lên đây để bố trí bữa cơm Tân Gia với A Hòa các bác. Sáng hôm nay thì trời mưa đấy. Hôm nay trời mưa đi đường tương đối là vất vả. Vậy. Nhưng mà thời tiết hôm nay thì đúng là hợp với ăn cỗ các bác. Rất là hợp, hôm nay có khả năng anh em mình sẽ say. Xem. Bắt vào dưới chứ. Đấy, một cái biển nhà nữa. Đây là cũng bán công luôn là gấp rút làm cho anh em hoàn thiện nhà của A Hòa. Sáng nay nhẽ ra là anh vào sớm rồi. Vâng. Nhưng mà vì là phải đi đặt in cái này vâng, mình nó cũng ít quá nên phải đợi. Vì là biết rằng là A Hòa cũng không có anh em người thân nên là em cũng bố trí mấy anh em ở dưới khu em để mà lên hộ nấu nước. Thời điểm hiện tại là đang nấu nhờ trường mầm non các bác nhé. Đấy, cũng đã chủ động liên hệ với các cô giáo về cái khoản là nấu nướng bếp ở dưới kia thì có sẵn. Đấy, chứ còn bếp A Hòa nhỏ quá mọi người. Đấy, mưa gió nữa thì cũng may rằng là bố trí được cái khu vực chỗ trường mầm non để xin các cô nấu nướng. Đây là thời điểm là 10 giờ sáng luôn các bác ạ. Thì có lẽ là không biết là một tiếng nữa là xong xuôi hết chưa, bởi vì là hôm nay thì thưa với mọi người là vì là cũng không có người nhà rồi bà con lối xóm thì cũng không tham gia hỗ trợ, chính vì vậy mình thì cũng gọi là không mời ai đâu. Hôm nay thì Tân Gia thì nghe cho nó oai thôi chứ thực tế là bữa cơm vào nhà mới nó là một cái gì đó tình cảm của cô Mai chú Vượng để mà ủng hộ gia đình anh Hòa các bác. Thì nữa lại chụp ảnh thôi nhờ, nên có vẻ chắc chắn hơn mọi cái nhỉ. Càng ngày nó càng phải chắc chứ. Càng ngày nó kiểu nó đắt tiền lên, nhiều tiền. À, nhà này xịn xò hơn đâu, đúng không? Nhà này xịn xò hơn tất cả các nhà. Nhà xịn hơn đúng không? Nhà này xịn hơn các cái nhà. Nhà này nhiều tiền hơn đúng không? Chắc chắn. Đấy, không phải đâu. Chắc không vào. Cái nhà đẹp thì đấy, làm biển này cũng phải đẹp chứ. Đẹp quá mọi người ạ. A Hòa đâu? Lên đây nào, lên đây xem cái này thích không nào, đừng tháo ra nhá. Mình đã đi một thời gian lại cái thả không này, tôi không thích cái này nhá. Đây này, em đi lại lên đây là bảo tao nhà này tôi tự làm mà, đúng không? Vui quá các bác ạ. Hôm nay sẽ là không đã trực tiếp bàn giao nhà cho A Hòa rồi. Đấy, anh Hòa thì việc sử dụng thôi, giữ gìn bảo vệ thôi. Đấy, các nhà này thì như anh Công nói nó hơn các nhà khác. Đấy, rồi là sự quan tâm các nhà tâm cũng hơn và quá trình bàn giao thì nó cũng phải nói là nghiêm túc khi mà có giấy tờ bản các thứ, có chữ ký của chủ tịch xã. Đấy, thì chốc nữa vẫn sẽ có đại diện bên xã xuống tham gia bữa cơm thì có những cái gì thì các bác sẽ quán triệt luôn. Thì là vì là hôm nay các bác cũng có đoàn Hà Nội lên thì cả xã tiếp hết, là cũng không biết là bác chủ tịch xã bác có xuống là không, hôm qua có mời nhưng bác quả chưa dám hơi trước. Đấy thì là sẽ cử cán bộ xuống. Đẹp quá nhỉ. Ok, xong hết rồi. Hoàn thiện hết mọi cái công việc rồi cô bác anh chị ạ. Cái ngôi nhà A Hòa thì thời điểm hiện tại thì là cũng đã xong xuôi hết. Thời gian tới ví dụ như A Hòa mà còn có duyên nhận những món quà thì anh em mình cũng vẫn sẽ làm cầu nối. Còn không có thì anh em cũng không dám xin thêm. Vì thì bây giờ thì là
cái ngôi nhà cũng tươm tất rồi mọi người ạ. So với các nhà khác thì nhà A Hòa phải nói là thêm cái nhà kho nó to rộng hơn. Bây giờ tạm làm là... luôn được đằng trước này. Đúng, đúng rồi, hiên rồi là lan can rồi là B40 mọi thứ nó ok hết rồi. Thế thì sau này nếu mà có thiếu cái gì, nếu mà không được nhận thêm thì cũng cố gắng sắm sửa về sau thôi. Đấy, để A Hòa chịu khó thôi. Dọn dẹp hết rồi, sạch sẽ quá nhỉ. Hôm qua thì ép tiến độ anh em cơ khí là làm gấp đi, cho xong đi. Nhiều quà thế. Nhiều quà lắm, vừa từ Hà Nội cô Mai lên vừa mở. Cô Mai chú Vượng à? Đấy, bút của anh. Hôm mà nhờ anh Công mua cho mấy quả dưa các bác ạ. Sáng nay thì mưa, thế cho nên thì Khâm lại phải nhờ chú của Khâm là lấy xe ô tô đưa cô Mai chú Vượng với lại quà lên mọi người ạ. Đấy. Sáng nay mưa to quá, Khâm phải phi xe máy xuống vào tận hiên trường cô giáo. Hôm nay là cuối tuần thì các bé là nghỉ học, cũng may thế mình là có một cái khu vực để là xin nấu nướng. Tất nhiên là chiều anh em sẽ phải dọn dẹp vệ sinh lại. Ơi, chào các trưởng bếp nhá. Cái này tí nữa hộ em bổ nhá. Cái này rượu thì tí mình sẽ mang lên nhà A Hòa. Bốn mâm chắc bốn pép thôi nhỉ. Vâng, xong thì to lên trên. Thế là thế hôm nay Khâm phải gọi bác của Khâm với lại chú của Khâm lên để mà hỗ trợ. Thế nào rồi bác? À cái này tí nữa cho đun lại hộ cháu nhé. Ôi gà chưa luộc luôn à? À nồi bé quá nhỉ, không tổng hợp được hết nhỉ. Hai con gà này không bếp, trong kia con có bếp ga mà anh. Ga công nghiệp đấy. Bếp ga bé thôi. Bếp ga bé đang gắn thịt thế rồi. À trên A Hòa vẫn còn một cái bếp nữa thì mình sẽ mang cái này lên đun trên kia. Đấy. Ôi, ông Pó hộ nhặt đậu chưa? Nhặt rồi. Ờ nhặt rồi. Cái đậu đấy luộc nhá bác nhá. Anh em mình sẽ không quay máu me nó nhiều, tránh là trường hợp. Dạ vâng, hôm nay là cuối tuần các cô nghỉ nhưng mà cháu lại quen các cô ở đây xin chìa khóa là về mình sinh hoạt ở đây. Chứ lên nhà Hòa là chật chội quá. Đâu nữa. Dạ. Ăn tới hết ra trên nhà. À tí lên nhà cho khí thế. Đó. Lên nhà khí thế mượn các cô giáo là chiếu các thứ thì cháu bảo các cô giáo hết rồi. Nhà Hòa hoặc gây tiện quá gần nhà. Vâng. Muốn là mua cho A Hòa cái mảnh đất ở đây thì cũng vì những cái lý do này chú ạ. Nước nôi rồi là trường học, đường xá nó tiện hơn rất là nhiều so với những cái mảnh đất chỗ khác. Thôi cái này mình mang lên trên nhà đun thôi. Ở đây hết bếp rồi. Còn cái gì không nhỉ? Không thì đậu kia mang lên trên kia luộc. Đấy, đậu này mang lên trên nhà luộc luôn. Còn ở đây gà các thứ thì mình xong thì mình cho lên thôi. Dạ. Dưa nãy bảo là không có dao bổ thì được anh ạ. Ok. Bình thường các bác thấy là những cái gia đình khác thì là tân gia hay là nhà mới hay như thế nào thì là rất là đông người đến hộ. Trong này thế nào? Điểm cầu này thế nào rồi chú? Đang làm món gì ở đây? Dán nem ạ. À, nem áp chảo. Đây hỗ trợ cháu một tí. Cái này cho lên bếp trên nhà làm mọi người ạ. Không biết là anh em YouTube là tắc đường là đến đâu rồi. Hôm nay sẽ có sự hiện diện của anh Hiệp Tam Giác Mạch mọi người ạ. Anh Tuyên Hoa Cổ Núi và anh Duy Liễu TV. Đấy, và xuống dưới bây giờ lại cho lên hết bếp rồi. Bây giờ bên này vẫn nhớ là còn một cái bếp ga. Anh em sẽ luộc rau và giò từ Hà Nội. À, thấy mùi thơm rồi. À không, mỗi giò thôi. Hôm nay thì là cô Mai dặn Khâm chủ động là chuẩn bị trên này thì tối hôm qua anh em mới bắt đầu là bắt ngan, bắt gà. Xong là
Sáng nay thì đặt thịt lợn nhà chú của Khâm mổ. Dưa hấu thì bóc sâu anh dưa hấu thì bóc sâu. Rồi mang nồi về đây nấu cái này ở đây. Đấy. A Hòa ơi, canh gà này cho vợ à? Thế thì cho ra bát nào đi, cho ra chỗ nào đi để em lấy cái nồi này em đun. À, lấy cái nồi của cô Mai cô vừa tặng anh kìa. Ờ, cơm chín thì cho vợ ăn đi. Mình có nồi của cô có lẽ là sẽ sử dụng luôn mọi người ạ. Vì A Hòa đang rất là thiếu thốn. Nồi cô. Chị chúa tí về ăn cơm nhá. Đấy, sử dụng nồi mới luôn. Cái này cho vào đấy luôn à? Dạ. Cái này chưa dùng thì để xuống dưới đã. Đưa anh rửa, đi rửa qua. Đây rửa qua hậu em xong là mình luộc giò nhá. Giò này thì chín rồi, nhưng mà cô bảo quản đá hay là mình luộc cho nóng lại. Nóng lại ăn nó ngon hơn. Cái này cho vợ ăn đúng không? Cho vợ ăn luôn bây giờ. Ừ, cho vợ ăn luôn đi. Thôi tí nữa khách về là đông người là anh Hòa không làm kịp đâu. Rau này rửa chưa nhỉ? Chưa, tí nữa rửa đi. Cái này tí xào thì. Ông ô. Em bảo này. Quần áo. Ông muốn nó ở cho bên dưới chuồn đấy rồi. Lấy một cái áo về. Cái kia để ở kia đi A Hòa ơi. Lấy một cái không mặc đến nữa về đây. Vâng. Không là đây này, trẻ con đi chỗ khác đi nhá. Để không là nó bẩn hết, về đây là tí nữa đến giờ khác được ăn nhá. Mình không quen mình ngã à? Mình uống rượu ngã à? Say rượu à? Không phải, vậy là mình rửa à? Rửa à? Mình rửa đây, vậy là mình lại ngã à? Nhớ cẩn thận nhá. Tìm thêm một cái áo nữa mà không dùng đến ấy. Nhiều mà, lấy một cái về đặt ở đây nữa. Tí nữa mọi người đến đông. Anh ơi, cho nước vào đây để em đun lên. Đây nè. Không vừa. Không có con dao nào ở đây nhỉ? Nó dài quá, cắt cũng không hết đâu. Mình cứ vào thế đun thôi. Tí nữa mình sẽ lật cái bên trên cao xuống dưới tiếp. Không, không sao. Được rồi, chấp nhận thôi là tạm tạm như này thôi mà. Cái này của A Hòa được chưa? Cái này sắp sôi rồi. Đây thịt gà cho vợ mọi người ạ. Duy lên không? Có. À. Anh ạ, đi xe máy đúng không? Xin chào quý khán giả trên kênh của em Khâm Nắng Mai TV nhé. Hôm nay thì anh em lại tiếp tục đồng hành với nhau đi ăn cỗ mọi người ạ. Trời thì rất là mưa, rất là lạnh. Hy vọng rằng là các cô các bác sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em làm YouTube mỗi người khoảng 5 cái áo khoác mùa đông. Đây, chào các anh đi. Chào rồi, bắt tay rồi, sờ rồi. Sờ rồi đúng không? Anh này đẹp trai hơn chưa? Đẹp hơn rồi. À, đẹp hơn nó rồi. Đây anh Hòa, các bác, các anh cũng thấy trên video rồi. Hay đi bán lan, qua nhà anh Tuyên suốt đây. Thấy ông hay bán lan rồng rắn đi giống như mình suốt. Suốt nó cũng đi. Đây. Đây nãy anh hỏi em ông có phải ông này không? Đó, phải mà. Đấy. Đúng rồi. Bảo hôm qua tìm qua bảo nhớ mời anh này. Anh này mang tiền lên cho một lần. Trao tiền một lần. Nhớ mặt mỗi anh này. Ừ. Anh trao tiền thì nhớ thôi. Thì không nhớ hả? Chắc chắn là sẽ có mặt ở đây đấy. Đúng rồi.
À, hôm nay do mưa gió nên là lại chậm một tí anh ạ. Không sao. Là mình ăn cả ngày cơ mà. Không đấy, cả. Hôm nay mưa thế này có lý do là ngồi cả ngày rồi. Hôm nay là giới thiệu với lại các anh là có cô Mai ở Hà Nội lên. Đấy, cô tài trợ bữa cơm Tân Gia. Cô từ Hà Nội lên, bớt chút thời gian lên. Hai ly đây. Anh Công thế nào rồi? Bếp phó. Tình hình là xong xuôi hết rồi. Cái gà là ok rồi đúng không? Lấy thế này. Bát rượu đây. Hôm nay mình sẽ giải ra mệt. Rượu đây anh em chiến trước. Quay xem nào. Bây giờ là thớt chỉ có mỗi cái đấy thôi đúng không? Chắc phải rửa đi rồi chặt ở đấy thôi nhỉ. Xem là còn thái cái đồ sống rồi. Ừ, em là bây giờ còn cái này là luộc nhất anh nhé, lòng là luộc, lòng dạ dày là mình luộc xong là mình hôm nay sẽ giải ra ra mẹt thôi. Đang làm truyền thông cộng đồng của Yên Minh, hôm nay thì có sự hiện diện của gần như là đầy đủ, còn thiếu mỗi một hai kênh nữa thôi là không xuất hiện cùng anh em mình. Và như mọi người nhìn thấy thì hôm nay thì cháu Hiểu lại tiếp tục hiện diện cùng với tất cả anh em đi dự một cái bữa tân gia. Mỗi khi mà hoàn thiện một cái chương trình nào đó thì tất cả anh em đều cố gắng làm sao để có thể tụ họp. Đây là một cái dịp mà anh em ngồi lại với nhau tâm sự cũng như là hay khoe với nhau đấy, hay khoe với nhau cái gọi là đã làm sứ giả kết nối các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn. Đây, anh Đức đây, anh Tuyên, em Khâm cũng như là anh Công đây. Đấy. Xin chào tất cả các bác trên kênh của anh Hiểu ạ. Hôm nay thì Công rất là vui khi mà có gần như là sắp đầy đủ hết các anh trong làng YouTube Yên Minh đấy, lên để mà chung vui bữa cơm vào nhà mới của A Hòa đấy các bác ạ. Thì là rất là vui vì có sự hiện diện của các anh đấy, mà hôm nay là trời mưa gió mọi người ạ. Đúng là các anh cũng không quản ngại đường xá. Có khi mưa thì lộc, khả năng lộc. Thông tin với anh Hiệp thì có cô Mai với chú Vượng ở Hà Nội lên là tài trợ bữa cơm. Đấy, cô chú là từ cái ngày khởi công nền nhà là cô chú lên đây lần rồi. Và theo như lời hứa lúc đó thì cô chú bảo lúc nào tân gia thì cô chú lên cô chú ăn bữa cơm. Đấy, thì là không thực hiện, cô thực hiện đúng lời hứa của cô. Thì là hôm nay là tranh thủ cuối tuần là cô lên anh ạ. Đấy. Là hôm nay anh em đang đáng lẽ thời giờ này bắt đầu là được chiến đấu rồi nhưng mà do sáng nay mưa quá công tác chuẩn bị là lại mất nhiều thời gian đấy, đổ đạc các thứ cô xuống thì không dưới kia thôi, thì là em lại cho chú em là mưa gió quá lại là lấy ô tô trở vào thì mới được. Cuối cùng là cả buổi sáng loay hoay là hôm nay là hơi chậm một tí. Vâng, hôm nay tăng cường các bác ạ. Cho tuyên xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả trên cả tất cả các kênh. Thì hôm nay có mặt ở đây thì cũng rất là vui các bác ạ. Những cái kết nối bây giờ là thành quả thì thực sự là nhờ ơn của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm thì anh em mới có những cái dịp để gặp nhau hiếm hoi như thế này. Ít khi có thời gian mà anh em hội tụ đầy đủ, bởi vì đa phần là anh em mỗi người đi một hướng nên là rất khó để gặp nhau. Mà những lúc gặp nhau ở ngoài đường thì nó cũng chỉ là chớp nhoáng thôi, chào hỏi nhau một tí xong là tranh thủ ai cũng vội vàng. Là hôm nay được gặp nhau như thế này với cái thời tiết này thì có lẽ anh em sẽ có nhiều thời gian để tâm sự với nhau hơn. Không lý do gì để đi. Hôm nay anh em chiến hết mình. Rất mong cô ba anh chị và tất cả quý khán giả là ủng hộ cho tất cả kênh các bác nhé. Trong nữa thì cháu Hiệp đã đưa mọi người lên thăm một cái căn nhà mới rất là khang trang mà em Thâm đã cùng với tất cả mọi người dựng lên. Đặc biệt là các cô chú anh chị nhà hảo tâm đã cùng nhau đóng góp. Đấy, cháu Hiệp đang thưởng thức một chút ổi của cô đem từ Hà Nội lên. Vậy là trân trọng mời tất cả mọi người dùng hoa quả với cháu Hiệp nhé. Có một như Khâm đã chia sẻ rồi đấy, có một hai vị khán giả rất là đặc biệt, không chỉ đối với kênh của Khâm mà cô cũng có chia sẻ là chú rất là phải nói là rất là hâm mộ Tam Giác Mạch là riêng và anh em tất cả anh em làm YouTube. Trong nữa sẽ lên gặp chú ở trên nhà chào hỏi một chút và phỏng vấn chú để hôm nay là người thật việc thật được gặp nhau. Đấy, trong nữa thì cũng sẽ cùng nhau chân tay gọi là túc tắc một tí để cho nó hoàn thiện cái bữa cỗ này.
Và hôm nay cỗ thì đặc biệt với các cái cỗ khác rồi, không có bày đĩa hay là bát gì đâu, mà sẽ là như thế này luôn. Mẹt. Ừ. Đấy, em mình sẽ lấy lá chuối về xong là cho lên mẹt mỗi đấy tiếp thu. Tại vì là sang tuần thì cũng dự kiến cũng lại tân gia rồi. lại được đi ăn. Thế này anh ạ, hôm nay tại sao thì là A Hòa thì mọi người biết rồi, cái hoàn cảnh mà không có người thân luôn, anh trai là các thứ là quay lưng hết, anh Tuyên anh biết rồi, thì là bà con lối xóm là gần như là cũng không có thiện cảm, thì cũng không có ai hỗ trợ, thì hôm nay em phải bố trí trực tiếp người nhà của em lên đây để mà làm những cái này, còn không là không có ai hỗ trợ. Đấy thì cũng bát đũa thì hiện tại là nhà mới xong nên là cũng chưa có đầy đủ, thì mình là thôi mình chứ tiện thế này hết, tí nữa rửa thì nó cũng dễ, bát thì mình đã đựng 1-2 bát canh thôi. Thế thì là giải như này luôn cho nó gọn. Đấy, lên xay xe rồi, hôm nay cô bác ơi, cô Mai tiếp làm đầu bếp ở nhà. Thế hình như cô cũng làm bếp đúng không ạ? Ẩm thực là nghề của cô. À, cô ta đang bảo là sáng nay trêu mấy cái bác bán hàng đấy, bác ấy bảo bác ấy là họ hàng của nhà cháu đúng không? Dạ. Thế cô bảo là ngày mai vợ chồng em đang tính là khi già rồi không làm nữa, em đã lên đây em mở một hàng ăn, thế xong em bán đâu chỉ đủ vợ chồng em nuôi vợ chồng em thôi. Dạ. Còn đâu còn thừa đâu là em sẽ đi giúp đỡ. Dạ. Thừa đâu cho bà con ăn. Dạ. Không bán được ít lắm. Yên Minh thì được, thị trấn ấy. Thị trấn ấy. Chứ khu vực chỗ cháu thì gần như là cái... Họ không biết nấu ăn, sáng cô ăn ở đấy nhưng mà cô thấy nó... Không ngon đúng không? Không ngon. Ăn sáng của anh ấy không ngon. Ăn nó nhạt nhẽo. Nếu mà cho anh em bố trí làm thôi, cô xuống làm nhìn kiểu người ngông nghề ấy chứ. Nhìn thấy... nhìn thấy việc là cô lại làm mệt mệt lên uống nước cô ạ. Thiếu lá mọi người mà chuẩn bị thực sự thì là nhiều nhân thôi cô ạ. Hôm nay đây 1 cân 6 thịt, nhiều nhân quá ra bây giờ đủ. Ok không chú? Thoải mái rồi. Đây, đây là mẻ chín rồi. Còn để cho nhà ông Hòa cũng được cô ạ. Bây giờ là bà con trên bản không biết ăn nem thì họ cũng không bán nem đâu. Gần như là quán tạp hóa đây sẽ không có. Cháu mua là có thấy cũng tinh tính đủ lên đây băm nhân nhiều quá. Hát chào, sáng nay tính là làm thịt là ba chỉ nướng đấy cô ạ. Nhưng mà mưa quá thôi là bác cháu lại đổi lịch trình. Nên là nướng mẻ để cho các cô thưởng thức trên vùng cao ẩm thực của khu vực xóm bản cháu thế nào. Nhưng mà mưa quá. Trên này mình không có bếp củi, trường mầm non lại không có bếp củi. Đáng lẽ là không mưa thì mình nướng ở ngoài trời. Gọi là muốn là thờ các cụ cái thành thôi. Kính thôi. Đấy, cái lòng thành kính của các con, các cháu thôi. Đấy, đây là một cái rất là khác biệt so với những hoàn cảnh anh em mình đã giúp. Đương nhiên thì trên kênh Cháu Hiệp hay là kênh của anh em cũng đều có những ngôi nhà như thế này. Và cũng có bàn thờ, ví dụ nhà lửa này, rồi là nhà của... một hai anh em nó đều có như thế này thôi, chỉ có một số là người ta chưa thay đổi được cái quan niệm tư duy đấy. Như là có 4 con cũ bàn thờ còn đẹp hơn cái này nữa. Vâng. Như thế là ok rồi đấy, tuyệt vời. Bàn thờ nhé, cho Hoàng là chỉ có như này thôi à? Bây giờ đây phải là có 3 cái lông gà nữa nhỉ? Có mà. Sao đến Tết là nó có 1 con gà đây nghe chứ? Có cái lông gà tán vào đây. Đúng rồi. Mỗi dân tộc có một cái nét đẹp riêng, mình hết sức là tôn trọng và chia sẻ. Giống như cái dừa này, cái dừa này phải là sao đến Tết bây giờ đến Tết phải là nó có 1 con lợn đấy. Ôi, mình nghèo mình mua thịt lợn đó. Ơi, mua cân về thôi. Mình cũng phải có 1 con lợn bé bé. Bé tí cũng được. Rồi. Mình phải gọi là đến ngày Tết nó ép một cái. Đúng rồi. Con trai kia đúng không? Con trai kia phải không? Con trai kia phải mà. Ba trai ba gái. Bé chứ rồi đi ngủ rồi. Chứ 3 tuổi. Nó à, kêu đây này. Xinh gái quá. Kỳ hoa bắp mọi người. Cô chuẩn bị tất cả những cái món đồ. Dạ. Xinh quá. Hôm nay con A Hòa thì là so với mọi hôm những cái video trước thì các bé sẽ thấy là các bé này lột xác rồi đấy, giống gái phố chưa đấy. Mấy em bé mà mặt mũi sạch sẽ rồi là mặc quần áo à xịn sò vào là cũng không khác gì gái phố mấy.
Em phải lên là phải vận động đi học suốt anh ạ. Bây giờ là ở đây là thuận tiện như này là phải vận động bố mẹ ở đây, các cô giáo là cũng có trách nhiệm. Là không đi học là phải vận động ngay, tìm hiểu ngay ở đây. Bằng mọi cách là phải cho các con đi học hết. Dù bây giờ đồ đẹp quá. Đây nhá, có cái mũ này là cái mũ này là bạn nào đội vừa này. Cho chị lớn đi. Chị lớn này đội vừa không? Đồng thời, đi em nhào. Biết là còn một cái nữa ở đâu, nó nắn vào đâu. Các bác thân mến, hiện tại thì là muộn một chút. Tuy nhiên thì là anh em cũng đã hoàn thiện rồi các cái món ăn rồi. Nên là hôm nay cũng rất là may khi mà bố trí được mấy chú nhà Khâm lên để mà hỗ trợ cái khoản là nấu nướng. Do là cái vấn đề thời tiết thì sáng nay chắc trở một chút mọi người ơi. Anh em thì hôm nay thì giải bằng mệt thôi các bác ạ. Giải bằng mệt. Thế này anh ạ, khả năng là sẽ quay lại cho đoàn kết. Ngồi dài ra, mình không chia mâm nữa. Đấy, mình không chia mâm nữa. Đấy. Đấy, hôm nay thịt rất nhiều các bác ạ. Hôm nay thịt rất nhiều. Hôm nay là mình có 3 con gà với lại 2 con ngan và 5 cân thịt lợn mọi người ạ. 2 cân lòng nữa. Đỗ xào à? Đỗ luộc anh ơi. Đỗ luộc, không có chỗ để. Mâm mình là hơi bé nhỉ. Hơi nhiều thịt. Còn là lấy gì để góc bát này? Ừ, đấy. Bát ướt lắm. Bát ướt đúng không? Bát nãy chạy lên mưa mà các bác ạ. Cái nào cũng được. Cái nào cũng được, nước nồi thì nước ngọt thì ai uống thì uống, trẻ con uống. Mình hôm nay em có mang rượu nhà em lên 4 chai đấy, hình như nãy để ở đâu nhỉ? Dài luôn anh em ngồi dài chứ. Khả năng là cũng độ khoảng hai mấy người cả trẻ con thôi. Thank you. À có ly này anh Công mua ly. Dạ. Công đấy phải hỏi Ao Hòa. Cháu giao hết cho Ao Hòa cho. Không quản lý được hết đâu ạ. Ok. Thời điểm hiện tại thì anh em bắt đầu là vào dùng bữa rồi cô bác anh chị nhé. Sau một cái buổi sáng từ anh em cùng nhau cố gắng thì thời điểm hiện tại là mâm cơm đã tươm tất như này rồi. Một lần nữa thì cháu cảm ơn cô chú nhá rất là nhiều vì là đã tài trợ và lên tận nơi để mà giúp A Hòa có một cái bữa cơm vào nhà mới như này thì tất cả anh em cháu rất là phấn khởi và gửi một lời cảm ơn đến cô chú. Chúc cô chú thật là nhiều sức khỏe và hy vọng rằng là thời gian tới cô chú sẽ luôn luôn đồng hành với anh em các cháu trên vùng cao này đến với tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn. Đấy. Bây giờ thì chuẩn mọi người vào dùng bữa đi anh em ơi, anh Hiệp ơi, anh Tuyên ơi, anh Duy. Anh em mình vào đây đây đi. Đấy. Đấy, anh lên đây. Đấy. A Hòa ơi. Anh Công đâu? Anh Công nữa, anh Công nữa. Đấy. Thôi mấy anh em mình ngồi với chú Vượng đi. Mẹ nó cho ăn chưa? Nãy nấu gà cho các thứ rồi. Đấy.
Khả năng thì là để mọi người dùng cái bữa ăn cho tự nhiên thì có lẽ là cháu Khâm cũng xin phép là tạm dừng cái video của Nắng Mai tại đây đã. Chân thành cảm ơn cô ba anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.